Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng GitHub và học phương pháp giao thẻ. Đầu tiên mình sẽ mở GitHub và phần vào phần chọn tài khoản để chọn khoản tài khoản cho các con là mình chọn là tiếng Việt giọng nam để học phần trao thẻ. Đầu tiên mình mở phần trao thẻ lên ôn lại bài cũ nhé. Đây là phần bài đã con đã học đây. Ở đây mình sẽ cho con học trao thẻ một giây trên một lần thẻ. Ở đây có năm một lần mình tráo thì sẽ có năm chủ đề, một chủ đề trong dòng trong một chủ đề thì có năm thẻ sẽ tráo liên tục với nhau và giúp con vừa học vừa nhận biết được hình ảnh và nhận biết được chữ viết, giọng nói, âm thanh để cho con truyền vào não của mình một cách tốt nhất và giúp con lưu trữ kiến thức một cách tốt nhất. Mỗi ngày mình cứ cho con học 3 lần, mỗi lần thì tráo 5 thẻ và sau đó thì mẹ sẽ mở khóa từng thẻ để giúp con học thẻ mới hoặc là học chương trình mới, học chủ đề mới, giúp con nhận tiếp thu và nhận biết các kiến thức mới, giúp con tốt hơn mỗi ngày nhé. Ở đây mình đã cắt các đoạn nên phần cháu thẻ sẽ hơi nhanh để cho các mẹ quan sát. Sau khi mình học xong rồi mình sẽ thay đổi tốc độ cháu thẻ, mình sẽ giảm dần tốc độ cháu thẻ theo độ tuổi của con để con không nhàm chán và các bạn cứ mở khóa tất cả các thẻ này để mình nhập thẻ mới vào cho con học mỗi ngày để cho con tiếp thu kiến thức tốt nhất. Và ở trong đây có rất nhiều chủ đề cho chúng ta chọn lựa, tại vì trong đây từng chủ đề thì các con sẽ học một cách khác nhau, và tráo một cách nhanh tùy theo độ tuổi của các con. Các mẹ lưu ý khi cháu thẻ các bạn chỉ cho con cháu 5 chủ đề trong một lần thôi nhé. Ở đây mình hướng dẫn nên mình sẽ làm nhiều chủ đề và mở khóa nhiều chủ đề cho các mẹ để các mẹ lựa chọn cho con và xem cho con mình học những gì và tập trung vào những gì con chưa biết thì các mẹ hãy chọn. Còn nếu mà bình thường các con học thì mẹ chỉ cho con học 5 chủ đề, mỗi chủ đề là 5 thẻ. Rồi một ngày thì mình cho con học 3 lần, mỗi lần 5 chủ đề và thay đổi chủ đề theo ngày tiếp theo nha. Ở đây là app của mình sử dụng trí tuệ nhân tạo AI nên mỗi lần cháu thẻ thì sau một lần sau thì sẽ cho thẻ mới vào cho bé tiếp thu theo kiến thức mới và sẽ rút một thẻ cũ ra thì sẽ có kiến thức mới và vừa ôn lại kiến thức cũ nên các mẹ đừng lo con học hoài một chủ đề nhé. Ở đây một chủ đề có rất nhiều thẻ nên trí tuệ nhân tạo AI sẽ cho chúng ta cho các bé học kiến thức mới ở trong một chủ đề luôn. Xong rồi thì các mẹ cứ thoát ra và cho con chơi những trò chơi khác trong phần mình keep up nhé. Chúc các mẹ thành công trong chủ đề cháu thẻ này, giúp các bé tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất nha. Chào tất cả các mẹ.